Chào các bạn, hôm nay mình muốn thử nghiệm cái chiếc xe Tesla Model 3 chạy tự động trên xa lộ nha các bạn. Cái hiện giờ mà mình đang ở trong cái đường, nó sắp sửa ra cái đường xa lộ, cho nó chạy để so sánh với cái mà mình chạy ở trong cái đường, trong cái thành phố, nó khác biệt nhau như thế nào. Ok, bây giờ mình cho nó bắt đầu nó chạy các bạn. Okay, bây giờ là nó đang chạy tự động đó các bạn. Mình không có nhìn thấy không, chân của mình cũng không có đạp luôn. Mình cho nó đổi cái len đi ra ngoài các bạn. Xe nó cũng tự động nó đổi len luôn, nhưng mà mình phải bấm đèn xi nhan cho nó. Sau cái đèn này là bắt đầu nó ra ngoài cái highway, cái xa lộ đó các bạn. Thì như cái video kỳ trước của mình trải nghiệm cái chạy đường ở trong thành phố á, nó có nhiều đèn xanh đèn đỏ. Còn bây giờ mình chạy ở ngoài xa lộ thì nó không có đèn, cho nên xe nó chạy tự động rất là thoải mái. Bây giờ là mình đang cho nó chạy tự động rồi các bạn. Phía trước là cái xa lộ đó, bây giờ nó tự nó chạy ra ngoài cái xa lộ nha. Mình không có cầm tay lái nha các bạn. Nhìn cái đường là nó cho chạy mức cao là 100 đó các bạn. Xe bây giờ nó cho chạy 100 đó. Ở ngoài xa lộ thì nó chạy thoải mái hơn là trong cái đường trong thành phố, tại vì nó không có đèn traffic xanh đèn đỏ nhiều á, nó chạy rất là tiện. Không cần nghĩ nhiều hơn, mà nghĩ lâu lâu là nó kêu mình dịch cái tay lái để cho nó biết đó. Nó kêu mình dịch cái tay lái để cho nó biết thôi, là mình còn chú ý hơn. Chạy trên xa lộ thì mình có thể relax, rất là thoải mái hơn đi đường xa đó các bạn. Có thể mình ngồi relax. Muốn cho nó chạy nhanh hơn thì mình chỉ nhấn cái nút này cho nó cao lên đó. Bây giờ mình muốn đổi len đi ra ngoài các bạn, nó tự động nó đổi đó, phải bật đèn xi nhan. Đang chạy 108 cây số giờ. Mình set nó sẵn, nó chạy trên cái mức cao nhất là 8 cây số. Nếu mà xe nó chạy cao lên đó thì nó sẽ báo cho mình. Tại vì mình quá muốn chạy nhanh đó, nó đi chạy nhanh quá cảnh sát nó thổi xui xẻo thì phạt. Set sẵn 8 cây số rồi. Lâu lâu thì nó nổi lên cái kêu mình dừng tay lái. Dừng tay lái thì nó biết mình còn dập nó.
có cần để ý nhiều, tại vì cái đường này cứ nó chạy thẳng hoài, không có đèn xanh đèn đỏ đó. Để ý là khi mà nó kêu mình đụng tay lái thì mình đụng tay. Vô mấy trong
vậy nó cũng chạy được thẳng được trong thôi chứ nó không có vẹo dòm thấy xe nó, nếu mà xe nó ngừng lại thì nó cũng ngừng lại cho mình, nó cũng giữ cái khoảng cách, nhưng mà mình phải kiềm chế cái tay lái đó. Các bạn để ý là mình không có đạp thắng, không có đạp ga gì đó, nó tự động nó chạy theo cái tự động nó chạy theo cái speed của mình set ở đây. Thì khi xe ăn trước đậu thì nó cũng đậu lại, nó cũng dòm xe cho mình luôn, cũng rất là tốt cho thêm một cái, giống như mình có một cặp mắt dòm xe nữa, nhưng mà mình phải cầm tay lái, mình không có đạp thắng, mình không có đạp ga, nó tự động nó chạy. Trước nó chậm lại thì nó cũng dòm thấy, nó sẽ chậm lại luôn. Mình không có đạp thắng, không có đạp ga gì đó các bạn. Chỉ có cái khác là mình cầm cái tay lái thôi, mình điều chỉnh nó thôi. Cái này giống như là cái mình chạy cái cruise control vậy đó. Ok, hôm nay mình chia sẻ với các bạn tới đây thôi nha. Muốn cho các bạn xem là cái chiếc xe nó chạy lái tự động ở ngoài xa lộ. Ok, các bạn nào mà có thắc mắc hay ý kiến gì thì comment ở dưới video cho mình biết. Hẹn các bạn lại video kia tới nha. Chào các bạn.